Khi trời đường xa sắp tới nơi còn một lần nữa thôi bài hứa đắng xuân đêm cùng mồ hôi tới đi rồi đồng chí pháo binh ơi mai đây nghe pháo gầm vang trời cùng bộ binh đánh tan hầm thù lòng quyết tâm sắt gan lao vào

chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân Thị xã Nghi Sơn tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thị xã Nghi Sơn năm 2024. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã, chủ trì hội nghị giao ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, trung tâm, cơ quan, đơn vị trong khối văn hóa xã hội và tình hình hoạt động của ban biên tập, trang thông tin điện tử thị xã trong quý 1 năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU và trao quà cho ngư dân xã Hải Hà. Tổ dân phố Phú Đông, phường Hải Lĩnh đoàn kết phấn đấu xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 4, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2024. Tới sự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Thượng tá Lê Việt Hùng, Phó trưởng phòng BC07 Công an tỉnh Thanh Hóa. Về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí lãnh đạo công an thị xã, các đồng chí lãnh đạo Trường công an và các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy 31 xã phường trên địa bàn thị xã. Đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo hội thi khai mạc hội thi. Tham gia hội thi có 31 đội đến từ các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của 31 xã phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Các đội trải qua hai phần thi gồm lý thuyết và thực hành, trong đó phần thi lý thuyết, các đội phải trải qua 30 câu hỏi lý thuyết về kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu tài sản trong trường hợp xảy ra sự cố. Sau phần thi lý thuyết, các đội thi thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như sử dụng các phương tiện chữa cháy, dập tắt đám cháy, cứu người, di chuyển tài sản thoát hiểm. Căn cứ tổng số điểm đạt được sau hai phần thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phường Hải Thanh, giải nhì cho phường Xuân Lâm, đồng giải ba cho xã Tùng Lâm và phường Bình Minh, trao giải khuyến khích cho xã Hải Nhân, xã Hải Hà và xã Thanh Thủy. Phát biểu bế mạc tại hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo hội thi ghi nhận và đánh giá cao các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban tổ chức tổ trọng tài và các ngành tham gia phục vụ hội thi đã phối hợp chặt chẽ để triển khai nhiệm vụ được sao. Đồng chí đề nghị các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, tiếp tục quan tâm chăm lo đầu tư nhiều hơn nữa đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường công tác kiểm tra, thực hành công tác phòng cháy chữa cháy thuộc thẩm quyền để kịp thời chấn chỉnh khắc phục những thiếu sót và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời luôn đảm bảo sẵn sàng về lực lượng phương tiện để kịp thời xử lý sự cố cháy nổ xảy ra, cứu người bị nạn ngay từ khi mới phát sinh đám cháy, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động và khẩn trương tổ chức giả soát xây dựng bổ sung các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng khu dân cư, an toàn về phòng cháy chữa cháy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nêu cao trách nhiệm của ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ các cấp người đứng đầu doanh nghiệp và phát huy vai trò lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ thường xuyên quan tâm củng cố kiện toàn phòng cháy chữa cháy mạnh về tổ chức vững về nghiệp vụ để đáp ứng tốt các nhiệm vụ đặt ra tăng cường phối hợp giữa các cấp các ngành nhất là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và lực lượng dân phòng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở liên ngành tổ chức liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy để thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Sáng ngày 15 tháng 4, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã, đã chủ trì hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, trung tâm, cơ quan đơn vị trong khối văn hóa xã hội và tình hình hoạt động của ban biên tập, trang thông tin điện tử thị xã trong quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, cơ quan đơn vị, trung tâm đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được của các phòng, trung tâm, cơ quan đơn vị trong khối văn hóa xã hội và tình hình hoạt động của ban biên tập, trang thông tin điện tử thị xã trong quý I năm 2024, cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ như trong công tác xây dựng xã phường, đạt an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, khó khăn trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, công tác hành nghề y dược tư nhân, công tác chữ thập đỏ. Đối với hoạt động của trang thông tin điện tử thị xã, trong quý 1 đã đăng tải gần 300 tin bài và 47 chương trình truyền hình tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Lũy kế đến nay đã có gần 2,4 triệu lượt truy cập vào trang thông tin điện tử thị xã. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, trường ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã, đã đánh giá cao kết quả hoạt động của khối văn hóa xã hội, hoạt động của ban biên tập trang thông tin điện tử thị xã trong quý I năm 2024. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các phòng cơ quan đơn vị trung tâm trong khối văn xã xã hội tiếp tục bám sát các chức năng nhiệm vụ của từng phòng trung tâm đơn vị và nhiệm vụ chính trị của thị xã để làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên lĩnh vực phụ trách. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị đối với ngành văn hóa thông tin tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, đặc biệt tuyên truyền cao điểm về tổ chức lễ hội du lịch biển Nghi Sơn năm 2024, tham mưu tổ chức đón nhận hai di sản văn hóa phi vật thể là lễ hội Quang Trung tại phường Hải Thanh và lễ hội Quang Trung tại xã Nghi Sơn, tham mưu tổ chức lễ đúc chuông tại đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục tham mưu tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chỉ đạo các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị tổng kết năm học 2023-2024, đồng thời làm tốt công tác tham mưu để làm việc với đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra 3 trường học trên địa bàn thị xã. Báo cáo tình hình quản lý hồ sơ của các trường học và của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua, cùng với đó làm tốt công tác phối hợp với các phòng ban trong việc tăng cường quản lý học sinh trong dịp hè. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thị xã làm tốt công tác phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, chuẩn bị tốt điều kiện chuyển về nơi hoạt động mới để bàn giao cơ sở vật chất, mặt bằng cho trường cao đẳng nghề Nghi Sơn. Đối với phòng lao động thương binh và xã hội, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thị xã, thực hiện tốt công tác phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em. Tham mưu tổ chức các hoạt động thăm hỏi các thương binh, gia đình liệt sĩ, dân công hòa tuyến có công lao trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 đồng thời tiếp tục tham mưu làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Ngành y tế và bảo hiểm xã hội thị xã làm tốt công tác tham mưu để tổ chức thành công lễ phát động tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024 tại thị xã vào ngày 16 tháng 4 năm 2024. Tham mưu để đoàn khảo sát Hội đồng Nhân dân tỉnh về khảo sát về hành nghề y dược tư nhân tại ba đơn vị trên địa bàn thị xã. Làm tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa hè, nhất là phục vụ cho lễ hội du lịch biển Nghi Sơn. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Bảo hiểm xã hội thị xã, tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, đồng thời tham mưu văn bản, chỉ đạo phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phân đấu hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh được tỉnh và Hội đồng Nhân dân thị xã giao trong năm 2024. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ban biên tập và trang thông tin điện tử thị xã, từ đó tuyên truyền, phổ biến kịp thời nhiệm vụ chính trị của thị xã. giao phòng văn hóa và thông tin tham mưu chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban biên tập và trang thông tin điện tử các xã phường. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 4, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Hải Hà, tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn Ủy ban nhân dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn và đồn biên phòng Quỳnh Phương, tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU và trao quà cho ngư dân xã Hải Hà. Sự hội nghị có đồng chí Phùng Tố Linh, ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn, phó bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa, Trần Thị Ngọc Ánh, thị ủy viên, bí thư thị đoàn Nghi Sơn Thượng tá Trần Văn Thơm, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, Trung tá Nguyễn Tự Hóa, Chính trị viên đồn biên phòng Quỳnh Phương, tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo Đảng ủy chính quyền xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn và xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai cùng 120 ngư dân trên địa bàn xã Hải Hà. Tại hội nghị, các ngư dân xã Hải Hà đã được cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, đồn biên phòng Quỳnh Phương tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU và tuyên truyền một số văn bản quy phạm pháp luật về biển, đảo như một số hành vi khai thác bất hợp pháp thường gặp, quy định của tàu cá trước khi đi biển, trong quá trình khai thác, sau khi kết thúc chuyến đi, xử lý đối với tàu cá vi phạm, quy định quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển Việt Nam của nghị định 26/2019/NDCP ngày 8 tháng 3 năm 2019 của chính phủ. Các nội dung tại thông tư 23/2018 thông tư của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, quy định đánh dấu tàu cá, một số quy định về khai thác hải sản theo Nghị định số 42-2019 NDCP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng Tố Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đề nghị Ban Thường vụ Thị đoàn Nghi Sơn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn, đặc biệt là ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hải Hà, các địa phương, đơn vị có địa bàn giáp danh để tuyên truyền giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là các chủ tàu thuyền doanh nghiệp chế biến thủy hải sản tuân thủ pháp luật, khai thác hải sản bền vững, bảo vệ môi trường theo quy định IUU vì lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của người dân. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về những kết quả, những cách làm hay điển hình tiêu biểu của ngư dân đặc biệt là thanh niên ngư dân, làm tốt công tác, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định IUU, thể hiện vai trò sung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ, phát triển bền vững, nguồn lợi thủy sản, tạo phong trào thi đua trong tuổi trẻ, gắn với phong trào tuổi trẻ sung kích bảo vệ tổ quốc. Nhân dịp này, Ban thường vụ tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao tặng Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà tấm bản đồ tự hào một giải non sông và trao tặng ngư dân trên địa bàn xã 200 lá cờ Tổ quốc. Ban thực vụ thị đoàn Nghi Sơn trao tặng ngư dân xã Hải Hà 150 lá cờ Tổ quốc và ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4, Hội cựu chiến binh Phường Hải Ninh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Sự hội nghị có lãnh đạo hội cựu chiến binh thị xã, Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ngành đoàn thể trong 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, Hội Cựu chiến binh phường Hải Ninh đã bám sát định hướng về tư tưởng hoạt động, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, nhà nước, vận động cán bộ hội viên giữ gìn và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, luôn nêu cao vai trò gương mẫu trong các phong trào của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Hội cũng không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội và hội viên, công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ của hội được cấp ủy chính quyền quan tâm, đảm bảo chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 102 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn phường là 850 người. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống được coi trọng. Đại đa số hội viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt từ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều gương hội viên điển hình trong cuộc vận động. Phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là phong trào xây dựng quỹ tình nghĩa, cựu chiến binh xóa nhà tranh tre rột nát. Trong nhiệm kỳ, hội đã phối hợp với các nhà hào tâm, các công ty doanh nghiệp hỗ trợ và xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa đồng đội với số tiền 200 triệu đồng phối hợp nhận ủy thác ngân hàng chính sách xã hội hơn 22 tỷ đồng, giải quyết cho 308 người vay, trong đó có 95 hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Hội cũng phối hợp với đoàn thanh niên tuyên truyền truyền thống cách mạng của quê hương đất nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu để đảng xem xét kết nạp. Từ phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, Năm năm qua của Hội Cựu chiến binh phường Hải Ninh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân xuất sắc tiêu biểu là những bông hoa muôn màu trong rừng hoa thi đua của cựu chiến binh Việt Nam. Nhân dịp này, hai tập thể và 10 cá nhân được Ủy ban nhân dân phường Hải Ninh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 4, xã Thanh Thủy đã long trọng tổ chức lễ Đức Thánh Mẫu Phủ Tuế tại thôn Nhật Tân. Tương truyền rằng, xưa kia khi bị đày xuống trần gian, liễu hành công chúa đã đi du ngoạn khắp nơi và giúp đỡ những người hèn kém, hoạn nạn, khó khăn, nên nhân dân nhiều nơi thờ phụng xem bà là bậc Thánh Mẫu. Trong khi du ngoạn, bà có đi qua vùng đất Nhật Tân, xã Thanh Thủy ngày nay và hiển hiện tiếng thiêng. Sau khi bà qua nơi đây, Nhân dân trong làng làm ăn ngày một thịnh vượng, nên khi bà hóa thân về trời, nhân dân đã lập phủ thờ phụng tỏ lòng thành kính. Ngày thường chim chóc sâu bọ phá hoại mùa màng, hạn hán lũ lụt xảy ra, nhân dân đều đến phủ cầu đảo, mong bình an no ấm. Vì vậy dân làng đã tu sửa phủ và hương khói phụng thờ. Một năm có trận bão lớn, gỗ to từ ngoài biển trôi về khu vực phủ rất nhiều, nhân dân bèn vớt lên mang về dùng. Cũng trong năm đó, trong làng đã xảy ra đại dịch làm chết nhiều người, mùa màng thất bát, nên dân làng đã lập đàn tế ở vị trí gỗ trôi về. Từ đó tình hình mới ổn. Năm sau, hiện tượng đó lại xảy ra một lần nữa. Biết đó là điểm báo phải xây dựng lại phủ thờ. Nhưng bấy giờ trong làng còn ít dân, mới có hai dòng họ về đây sinh cơ lập nghiệp, nên không thể tiến hành xây phủ do không đủ nhân lực. Biết tin vào năm sau tiếp, Nhà vua đã ban sắc phong cho thánh mẫu và lệnh cho làng phải xây dựng và lập phủ thờ phụng, nhưng dân làng cũng lấy lý do không đủ nhân lực để trì hoãn thì lại tiếp tục xảy ra dịch bệnh, mùa màng bị sâu bệnh phá hoại. Trước tình hình đó, khi người dân xem lại số gỗ trôi về làng sau những trận bão lớn thì thấy in hình một bàn chân người rất lớn. Lúc này nhân dân mới hiểu ra, gỗ trôi về là dùng để xây dựng lại phủ sau khi phủ được xây xong, mọi việc xảy ra trong làng, nhân dân đến phủ cầu đảo đều linh ứng. Từ đó cuộc sống của dân làng được ấm no thanh bình. Phủ Tuế được xây dựng theo kiến trúc chữ đinh, gồm một nhà tiền đường và ba gian, hai trái cùng một gian hậu cung. Hai bên phía trước phủ còn có hai dãy nhà tả vu và hữu vu, trên tổng diện tích gần 2.000m2. Năm 2012, Phủ Tuế của xã Thanh Thủy đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, là nơi thờ tự Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trước khi tiến hành lễ tế, Ban Quản lý Di tích xã Thanh Thủy đã tiến hành lễ rước Thánh Mẫu từ nhà văn hóa thôn Nhật Tân về Phủ Tuế. Sau các nghi thức, các đoàn lãnh đạo, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Thanh Thủy, các nhà trường, dòng họ và con em Thanh Thủy đã lên sân hương tưởng nhớ công đức của bà lễ đức thánh mẫu phủ tuế hàng năm là hoạt động tín ngưỡng văn hóa mang giá trị tinh thần sâu sắc của nhân dân thôn nhật tân và xã thanh thủy hoạt động tín ngưỡng này nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân dân việt nam uống nước nhớ nguồn đồng thời cũng cầu mong địa phương ngày càng phát triển về kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh nhân dân đoàn kết xây dựng thanh thủy trên lộ trình trở thành xã nông thôn mới nâng cao Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, cảng Nghi Sơn phấn đấu khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 46 triệu tấn. Hoạt động này đang tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước. Hiện nay cùng với các giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cảng, tỉnh Thanh Hóa đang xúc tiến kêu gọi các hãng tàu doanh nghiệp dịch chuyển về làm dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đưa cảng Nghi Sơn sớm hoạt động sôi động tương xứng với tiềm năng. Từ cuối năm 2023, hãng tàu CMA CGM đến từ nước Pháp đã trở lại và hoạt động đều đặn với tần suất một chuyến trên một tuần tại cảng quốc tế Nghi Sơn. Tính từ tháng 1 năm 2023 đến nay, hãng tàu này đã thực hiện được 54 chuyến tàu vận chuyển hàng hóa với số lượng 9.369 container hàng hóa xuất khẩu và 5.352 container hàng hóa nhập khẩu. Việc hãng tàu CMA, CGM mở tuyến vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn sau một thời gian dài hoạt động thương mại quốc tế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã tạo sức hút, sự quan tâm của nhiều hãng tàu trong nước và quốc tế với kỳ vọng tăng thu ngân sách cho tỉnh trong những năm tới. Được biết, tập đoàn CMA CGM thành lập năm 1978 là tập đoàn vận chuyển container lớn thứ tư trên thế giới và đứng thứ nhất tại Pháp hiện nay với hơn 111.000 nhân viên tại 755 văn phòng, 750 trung tâm kho vận tại hơn 160 quốc gia. Hơn 285 tuyến vận tải biển phục vụ 420 cảng trong tổng số 521 cảng trên toàn cầu. Cùng với đó là chuỗi hậu cần cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt và dịch vụ logistics, có khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên toàn thế giới. Sự lựa chọn cảng Nghi Sơn làm điểm dừng chân đầu tư dịch vụ vận tải quốc tế đã minh chứng cho sức hấp dẫn và mở ra nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển mới cho cảng biển này. Tại chuyến làm việc mới đây với tỉnh Thanh Hóa, cùng bày tỏ ấn tượng với sự phát triển của cảng Nghi Sơn cũng như tỉnh Thanh Hóa, bà Esra Bora, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CMA CGM Việt Nam, còn cho biết tập đoàn CMA CGM coi cảng Nghi Sơn không chỉ là tiềm năng mà còn là chiến lược. Chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cơ cấu hàng xuất, hàng nhập, trao đổi về tiềm năng, dư địa đa dạng các mặt hàng như may mặc, giày da, thủy hải sản, thép, để mở thêm tuyến tàu mang lại sự lựa chọn nhiều hơn cho khách hàng. Cùng với hãng tàu CMA CGM, từ tháng 12 năm 2022, cảng Nghi Sơn cũng đón thêm công ty vận tải biển VIMC đưa vào khai thác tuyến vận tải. Đặc biệt, từ tháng 11 năm 2023, thêm một đơn vị khai thác dịch vụ là công ty trách nhiệm hữu hạn đại lý và tiếp vận Hải An đã mở tuyến vận chuyển container nội địa đi và đến các cảng trong nước. Trong năm 2023, công ty đã thực hiện 2 chuyến và trong quý 1 năm nay đã thực hiện 12 chuyến vận chuyển container nội địa qua cảng Nghi Sơn. Đơn vị này cũng đang có kế hoạch mở tuyến vận tải container quốc tế trong thời gian tới. Theo số liệu từ ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, kể từ khi thực thi chính sách từ nghị quyết số 248/2022/HĐNC về chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn. Ban đã hoàn thiện hồ sơ và thực hiện hỗ trợ kinh phí hơn 17 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chuyến tàu 2,5 tỷ đồng và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu bằng container 14,6 tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh cho biết, để tiếp tục thu hút, kích cầu hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng, Ban sẽ thường xuyên hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đến các nhà đầu tư, hãng tàu và doanh nghiệp tìm hiểu vận chuyển hàng hóa bằng container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn. Đồng thời hỗ trợ kết nối giữa các hãng tàu với doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn hàng xuất nhập khẩu bằng container tại các doanh nghiệp tại Thanh Hóa và vùng lân cận. Thủ tục hành chính, thụ hưởng chính sách cũng được rút ngắn, đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 248-2022, ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Được biết, cùng với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn cũng thường xuyên hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đến các nhà đầu tư, hãng tàu và doanh nghiệp tìm hiểu vận chuyển hàng hóa bằng container đi quốc tế qua Cảng Biển Nghi Sơn Bên cạnh đó, đơn vị chú trọng hỗ trợ pháp luật về hoạt động hải quan, thông quan cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục hành chính theo hướng thuận tiện, đơn giản và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với một số nội dung chính như sau. Ngày thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 26, 27, 28 và 29 tháng 6 năm 2024. Lịch thi theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại công văn số 1277 ngày 22 tháng 3 năm 2024 bài thi tổ chức thi năm bài thi gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ tiếng anh tiếng nga tiếng pháp tiếng trung quốc tiếng đức tiếng nhật và tiếng hàn một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý hóa học sinh học một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm môn thi thành phần lịch sử địa lý giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần, lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đăng ký bài thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông bao gồm thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi, thí sinh đã học xong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn. Thí sinh được đăng ký dự thi môn ngoại ngữ khác môn ngoại ngữ đang học tại trường. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, bao gồm thí sinh đã học xong chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi, thí sinh đã học xong chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước phải sự thi 3 bài thi gồm hai bài thi độc lập là toán ngữ văn và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn thí sinh có thể đăng ký dự thi thêm bài thi ngoại ngữ để lấy kết quả xét tuyển sinh thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp được đăng ký dự thi các bài thi độc lập đối với bài thi tổ hợp thí sinh chỉ được đăng ký một bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Hình thức thi các bài thi toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, gọi chung là bài thi trắc nghiệm. Bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, gọi chung là bài thi tự luận. Đối tượng điều kiện đăng ký dự thi thực hiện theo quy định tại điều 12, 13 quy chế thi và công văn số 1277 ngày 22 tháng 3 năm 2024. Thời gian đăng ký dự thi từ ngày 2 tháng 5 năm 2024 đến 17 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2024. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký dự thi, thí sinh không được thay đổi. Các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký. Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển, sinh đại học, cao đẳng, phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin, kèm minh chứng, theo quy định, để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Chuyên mục xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh kiểu mẫu. Tổ dân phố Phú Đông phường Hải Lĩnh đoàn kết phấn đấu xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, nhân dân vui mừng phấn khởi trước sự đổi mới phát triển của quê hương, thống nhất cao với chủ trương xây dựng phường kiểu mẫu, tổ dân phố kiểu mẫu, tổ dân phố Phú Đông phường Hải Lĩnh đã biến chủ trương nghị quyết thành hành động. Với sự đồng lòng, tích cực tham gia của bà con nhân dân khi chung tay xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu từ đóng góp sức người sức của với tinh thần quyết tâm cao. Tổ dân phố Phú Đông nằm ở phía đông bắc của phường Hải Lĩnh, với 205 hộ, trên 890 nhân khẩu, ngành nghề chính của người dân là sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây, đời sống của nhân dân tổ dân phố Phú Đông ngày càng có nhiều khởi sắc, với thu nhập bình quân khoảng 50 đến 55 triệu đồng trên người trên năm. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng tại địa phương thường xuyên được tổ chức. Thực hiện nghị quyết của Đảng Bộ Phường Hải Lĩnh về xây dựng tổ dân phố Kiểu Mẫu, Phường Kiểu Mẫu. Tổ dân phố Phú Đông là một trong những đơn vị hưởng ứng tích cực và hiện thực hóa chủ trương đến từng tri hội đoàn thể. Đến nay, tổ dân phố đã hoàn thành 6 tiêu chí tổ dân phố Kiểu Mẫu. Riêng đối với chỉ tiêu cảnh quan môi trường, sáng, xanh, sạch đẹp, đảm bảo quy định về xây dựng, quy hoạch kiến trúc đô thị đang được tổ chức thực hiện trong đó việc huy động sức dân được xác định là then chốt với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và dân hưởng thụ thông qua các cuộc họp tri bộ ban chỉ đạo xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu đã giao nhiệm vụ cho từng tri hội triển khai các phần việc với tinh thần việc nào dễ làm trước việc nào khó làm sau trong đó tổ dân phố đang ra quân tổ chức dọn vệ sinh môi trường trồng hoa cây cảnh dọc các tuyến đường xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp tạo không khí phấn khởi nhộn nhịp lao động hăng say trong các khu dân cư cho đến từng tổ liên gia từng hộ gia đình không chỉ đóng góp công sức để làm nên một diện mạo sáng xanh sạch đẹp nhân dân tổ dân phố phú đông đã và đang kêu gọi những đóng góp về mặt vật chất để tu sửa cải tạo nhà văn hóa khang trang hiện đại đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng cho nhân dân đồng thời kêu gọi con em quê hương đang sinh sống làm việc trên khắp mọi miền tổ quốc để chung tay xây dựng Phú Đông trở thành tổ dân phố kiểu mẫu trong năm 2024. Ông Trần Lê Hanh, tổ trưởng tổ dân phố Phú Đông cho biết. Hướng lời kêu gọi cũng như kế hoạch chung của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thì chúng tôi đến bây giờ cũng đã thực hiện được 6 tiêu chí về xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu. Đó là, là tiêu chí số 1 về văn hóa và trung tâm học tập cộng đồng tiêu chí số 2 về hộ nghèo và việc làm tiêu chí số 5 là tổ chức đảng và đoàn thể tiêu chí số 6 là công tác an ninh trật tự tử. ở trong 3 năm liền thì chúng tôi đã hoàn thành tốt về công tác uh, tổ dân phố về đảm bảo an ninh trật tự tử. và tiêu chí số 7 là chúng tôi đã thực hiện được là hộ gia đình kiểu mẫu hiện nay chúng tôi đã có uh, 148 hộ trên 198 gia đình văn hóa đạt hộ gia hộ kiểu mẫu. À, ngoài ra thì chúng tôi hiện nay còn vướng mắc một số tiêu chí mà chúng tôi chỉ đạt, đặc biệt là tiêu chí số 4 về cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung để mà làm. Thì phương hướng tới là chỉ đạo của chi bộ và quyết tâm của tổ dân phố phải làm sao trong thời gian tới thực hiện tốt các tiêu chí số 4 còn lại để phấn đấu làm sao hoàn thành tốt tất cả các tiêu chí về xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu trong năm 2024 này. Bài học lấy sức dân để lo cho dân đang được chi bộ chính quyền tổ dân phố Phú Đông phường Hải Lĩnh vận dụng một cách sáng tạo trong thực hiện xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, từ đó phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, nâng cao ý thức tự quản của cộng đồng và gắn trách nhiệm của cải thống chính trị để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Cho nhân dân, diện mạo của tổ sân phố kiểu mẫu đang dần hiện hữu ở Phú Đông, từ đó tạo nên sự lan tỏa và sức mạnh đoàn kết, thống nhất để cùng đưa Hải Lĩnh về đích phường kiểu mẫu đúng kế hoạch, đề ra. Anh ơi, ừ. điện thoại của ông hỏng rồi, nhờ anh mang ra tiệm sửa đây này. Cái điện thoại cục gạch này á, viết nó gì? Sửa đi còn dùng được mà. Thôi, dùng gì nữa, sóng 2G sắp tắt rồi, phải lên đời smartphone 4G thôi. Tiền đâu mà đổi? nó gì? Giá dạ, Thế giới di động người ta đang thu lại máy cũ hỏng tặng ừ. đến 500 000 đồng để lên đời các dòng máy dưới 5 triệu đấy. Ê. Hoặc không á? Thì có thể chọn mua trả góp 0% trả trước không đồng. Thế? Thủ tục thì duyệt siêu nhanh, chỉ 3 phút thôi là có smartphone mới trên tay rồi. Đến Thế giới di động đổi điện thoại cũ hỏng đến lên đời đời 4, 4 giờ thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất, Cao Văn Lâm, biên tập, Văn Tuấn, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.